Mình quay đầu vòng lại coi tới bên kia đường cái khu đoạn hồi nãy, cái đoạn khu đèn đỏ mình mới đi có một bên đường thôi, bây giờ mình quay lại mình đi tiếp cái bên đường còn lại. Ở đây á, mình chạy họ sau lưng mình họ bóp kèn họ hối dữ lắm nha, mình không có chạy chậm được. Mọi người coi đỡ nha. Đèn đỏ lâu quá để tắt ra để hết pin. Đây bắt đầu mình coi cái những cái quán những cái quán set bên đoạn đường còn lại nha. Voilà, on bouge à gauche. Đó, cái cối xay gió đỏ là nè, cái quán cối xay gió đỏ cái lộn cái chỗ diễn trình diễn set nổi tiếng Mula Rouge đó, có xe gió đỏ đó nằm bên tay phải, bên tay trái mình nãy bên tay phải giờ nằm bên tay trái nè. Mọi người thấy những cửa hàng bán dụng cụ tình dục không, ghi set toy thấy chưa, rồi đằng kia thấy ghi chữ new girl không, thấy set toy thấy không, đây new girl thấy không, toàn là bán những cái gì mà phục vụ cho tình dục không? Mula Rouge đó. Này, tôi quay cho coi. Đó. Đây cái gì đây? Mula Rouge. Mình kéo lại mình quay Mula Rouge. Đó. Cái Mula Rouge này rất là nổi tiếng. Trời. Khu đèn đỏ của Paris ha, cũng là khu đèn đỏ của Pháp. Mỗi nước đều có khu đèn đỏ hết à. Đây mọi người sẽ nhìn thấy ha. Đây, còn là tiệm bán set không thấy chứ. Toy Star. Cho mọi người thấy chưa? Gần gần chút. Đây một cái set shop nữa đây. Coi bán gì đây. Thấy chưa? Kéo bự bự lên cho coi trong nè. Hai tư sổ mát. Bán gì đó. Đây set toy. Đây nữa. Set shop đầy hết thấy chưa? Đây là một nơi diễn set nữa đây. Tại bán dụng cụ tình dục nữa chứ. Vừa diễn vừa bán một cái siêu thị dùng dụng cụ tình dục luôn. Đây nữa. Rồi, kết thúc khu đèn đỏ của Pháp đó. Đó là khu đèn đỏ ha. Mình vừa xong khu đèn đỏ. Vừa xong khu đèn đỏ rất là nổi tiếng ở châu Âu.